Các quý vị tê giác nổi loạn khiến một người chết, mà nhiều người khác bị thương ở Nepal. Tin từ Magarpo, Nepal, một con tê giác nổi loạn ở quận Magarpo của Nepal vào ngày chủ nhật 29 tháng 3 đã giết chết một người phụ nữ và làm bị thương nhiều người khác trước khi các nhân viên an ninh rượt đuổi nó trở ngược lại vào rừng. Con tê giác đã đi lạc vào trong ngôi làng từ công viên quốc gia Chitwan National Park. Người bị mất được xác định danh tánh là bà Hari Maya Danhau, 61 tuổi và những người bị thương đang được chữa trị tại một bệnh viện của chính phủ mặc dù đã bị bổ vây bởi những nhân viên kiểm lâm và bị dồn vào một góc con vật hoang dại này vẫn thoát ra được phần trung tâm của thành phố sau khi tấn công rất nhiều người con vật đã trốn chạy vào trong những bụi rậm còn thời giác đã bị những tiếng ồn từ các đám đông gây kích thích và khiến nó đâm đầu vào rất nhiều người một cách hung bạo